Quan niệm của anh về sống thử trước hôn nhân. Khó em đi. Có gì đâu khó, anh như là anh thích, anh không thích, đồng ý hay không đồng ý thôi. Dạ, thì em cho đồng ý đấy. Đồng ý, bên này không đồng ý. Ví dụ như là giờ bạn gái anh hay vợ anh là không đồng ý có tình dục trước hôn nhân. Thì bây giờ nếu như kết hôn với nhau rồi, rồi mình sống với nhau mà tình dục mình không hòa hợp, thì lúc đó mình sẽ xử trí như thế nào theo anh? Tại vì anh nói nếu mà nó không hòa hợp thì nó cũng ảnh hưởng. Theo em sẽ tạo hết cái điều kiện để cho được hòa hợp. Yeah. À, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi ngày hôm nay. Dạ, em sẽ chào anh ạ. Dạ, vâng, chào cô. Rồi, bây giờ anh đợi Tường chút xíu, Tường sẽ ra mời bạn gái của mình vào rồi mình bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay nha. Dạ, vâng, chào em. Dạ. Ngồi lên phía trước. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Bây giờ thì Tường mời hai anh chị sẽ giới thiệu lớn ha, rõ ràng để cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Dạ, mời anh ạ. Dạ, chào chị Cát Tường. Em là Đinh Xuân Hùng. Hiện nay là cư trú tại số nhà 74 đường Hùng Vương, Di Linh. Dạ. Lâm Đồng. Vâng. Dạ. Anh Hùng đang làm công việc gì ạ? Dạ, anh là em học về bên Đông Y. Là bây giờ mình có phòng mạch hay là mình đi làm ở đâu anh ạ? Dạ, làm trực tiếp ở nhà luôn ạ. À, cũng được hơn chục năm này. Hơn chục năm. Đông y là mình chuyên về cái gì anh? Về cái bên cột sống hoặc thoát vị hay là gọi là thái hóa gan hay là ép cái chuỗi thần kinh tọa. Chà, cái này là đúng bệnh các tường luôn nè. Thói quá cột sống cổ 3 và 5 mà mười mấy năm nay rồi đó anh. Chắc phải xin anh vài bài thuốc quá. Dạ, cho hỏi là anh Hùng là năm nay là anh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, em 52 tuổi. Rồi, sẽ mời chị gái bên này. Em chào MC chị Cát Tường, chào anh bên kia. Em tên là Huỳnh Thị Lệ Hoa, 37 tuổi. Hiện tại em làm kế toán ở Bình Dương, quê em là ở Bình Định. Dạ, từ đó lên Di Linh cũng hơi xa đúng không anh? Khoảng bao nhiêu cây số anh? Hơn 200 cây. Wow, dữ vậy hả? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, sắp xếp việc nhà nói chung là gọn, hoạt bát, hòa đồng. Nhược điểm thì nói chung đôi khi thẳng tính. Bạn bè nếu mà hiểu thì dễ thân, nhưng mà không hiểu thì cũng dễ mất lòng. Thế còn anh? Anh nghĩ mình có những ưu điểm, những khuyết điểm gì? Em hay tìm hiểu về những bài thuốc ở Đông y, cũng quan hệ bạn bè cũng vui vẻ. Còn cái điểm yếu thì em nấu ăn thì nói chung là nó cũng không được ngon lắm. Tất cả cái mọi việc thì cũng làm được nhưng mà nó cũng không được nhanh nhẹn lắm mà. Trong cái công việc của anh là anh nhanh nhẹn là được rồi. Về tình trường thì anh có thể nói rõ hơn cho bạn gái bên đây nghe về. Dạ, trước thì có lập gia đình thì được sinh được một cháu thì 16 tháng là mẹ cháu mất. Cũng lúc cái điều kiện nó cũng khó khăn thì cũng cứ thủ thủi làm nuôi cháu, thì đến cháu nó học hết cấp 3, cháu đi lập gia đình. Là hiện giờ anh sống một mình? Thế bây giờ là có một mình. Dạ. Cũng có sau khi cháu nó lớn lớn thì cũng có một đôi hai người, nhưng mà cũng cái cảnh gãy gánh nhưng mà thấy nó không phù hợp. Bố mẹ anh em mới bảo bây giờ là như thế này ở này không được. Bây giờ thì em thì cũng nhà cửa thì cũng có cái nhà cấp 4 cũng bình thường, cũng gọi là được rồi. Rồi vậy thì cũng tốt rồi. Thế còn tình trường của mình thì sao ha em gái? Tính tới thời điểm hiện tại thì em đã trải qua 3 mối tình, chung thì cũng không có cái mối tình nào dài hết. Khoảng 1 năm hơn là kết thúc rồi chị. Lý do tại sao mình lại chia tay? Có cái mối tình đầu là do là lúc đó em mới ra trường. Người đó giống như là muốn cưới á, cho nên em cảm thấy mình chưa có gì hết cho nên mình không muốn. Rồi. Còn hai mối tình sau thì em nói chung trong quá trình tìm hiểu em thấy không có hợp, do là người ta gia trưởng quá chị, giống như là không có phụ giúp đó chị. Nói là phải nghe đó. Không biết thì anh có tính này không ha anh? Dạ không, em thì anh là gốc người Bắc đúng không? Dạ em là đặc người Bắc ấy, là không như vậy. Anh có phụ giúp vợ làm việc nhà không? Dạ em làm được. Em muốn là người bạn thì gọi là từ cái ăn mặc hay là từ cái đoàn hoàng. Em có ngại khi mà lấy một người chồng đã một lần gãy đổ rồi, có con riêng rồi không? Cũng hơi ngại một xíu. Em thì giống như là mình chưa có trải qua cho nên cũng sợ chị, sợ mình không có đảm đương tốt. Đó, anh 52 tuổi là còn rất trẻ, không có lớn hơn em bao nhiêu hết. Thực ra cái tuổi đó cũng không phải là lớn. Cái hai con ảnh thì bây giờ cũng đã lập gia đình ở xa rồi. Ảnh coi như cũng một mình, là coi như là cũng độc thân thôi. Dạ. Chỉ có điều thì có thể là trong cái cuộc sống anh đã trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm khó khăn nhiều hơn mình thôi. Dạ. Chứ chị nghĩ là nó cũng rất là phù hợp. Anh có khó tính không? Dạ em không có khó tính đâu. Có kỹ tính không? Dạ không, em bình thường. Tại vì nãy anh có nói là anh thích, anh muốn là bạn vợ anh là ăn mặc độ đàng hoàng, thì theo anh như thế nào là đàng hoàng? Cho nó được đẹp đẽ một chút, bất kể làm cái công việc gì thì nhẹ nhàng lịch sự đúng không? Vâng. Dạ thôi em cũng hiểu ý anh rồi. Rồi đây em nhìn đi, anh ở trong đó đó. Đây.
có cô gái đó trong đó, anh cứ lựa chọn xem cái cảm nhận của mình hôm nay có đúng không. Này chị, lý do sao em chọn anh đó? Cảm giác của em. Cảm giác. Dạ. Thì thật sự cũng có hai anh thôi, đúng không? Anh này thì trẻ quá. Đúng không? 2, 4, 5 cô rồi ạ. Cô nào đây? Em có thể cho anh một cái gợi ý đi em, chứ 5 cô đúng là giống nhau khó thiệt luôn á. Hình ngồi hết chị? Hình ngồi 5 cô. Tóc dài chị. Rồi ai cũng tóc dài hết, anh lựa đi anh, tóc dài. Ven ở đây ạ chị. Rồi anh cứ giữ nguyên vậy nha, cặp này tôi thấy được là tôi gả luôn á. Rồi bây giờ thì mở cửa trái tim ra. Khoan, em có mấy câu hỏi á. Rồi nhờ em hỏi chị, đi. Nhờ chị. Nhờ chị hả? Rồi. Cổ trước khi muốn nhìn thấy mặt anh thì cổ muốn nhờ Cát Tường hỏi anh mấy câu hỏi. Trời ơi cái gì dài dữ vậy? À cái này là cổ vừa đặt câu hỏi mà cổ đã trả lời luôn rồi. Bây giờ em hỏi anh trả lời nhanh thử coi có trùng khớp cái gì với cổ hay không. Anh nghe nha. Câu đầu tiên, bạn mô tả cô gái hoàn hảo bằng 4 từ nào? Trời ơi khó quá. Tự nhiên đột xuất quá nhưng thi trắc nghiệm. Em thấy khó quá. Cổ ghi rằng là lắng nghe và thấu hiểu. Theo anh, bản chất tốt nhất của anh là gì? Thì em nghĩ đạo đức thôi. Cổ ghi là biết lắng nghe, tôn trọng và chung thủy. Yeah. Tốt nhất mà ghi dài quá à. Tốt nhất là một cái thôi cô. Anh thích nghỉ cuối tuần làm gì? Có thời gian nghỉ ngơi thì anh thích làm gì? Dạ em thích là cùng gia đình đi. Trùng khớp. Bên đây là sum họp gia đình. Vâng. Là cùng với gia đình đi chơi đúng không? Vâng. Dạ. Quan niệm của anh về sống thử trước hôn nhân? Khó em đi. Có gì đâu khó, anh nghe là anh thích, anh không thích, đồng ý hay không đồng ý thôi. Dạ, thì em cho đồng ý đấy. Đồng ý, bên này không đồng ý. Bạn thích vợ đi làm hay ở nhà chăm con hơn? Nếu mà có con thì theo em lại muốn là để ở nhà vợ chăm con. Cổ ghi mình thích đi làm. Anh thích bạn gái, vợ ăn mặc như thế nào? Em thích anh mặc vậy là cho nó gọn gàng. Gọn gàng. Bên đây ghi là không quá hở hang. Bạn sẽ làm gì nếu ba mẹ hoặc người thân không thích bạn gái của bạn? Cái đó thì em phải biết phân tích và bảo vệ, mà gọi là bảo vệ cho bạn gái và phân trùng, tích nhỉ? Trùng khớp, thuyết phục và đưa ra ưu điểm của người yêu ha, cũng nhằm bảo vệ người yêu. Bạn còn giữ tình bạn với người yêu cũ không? Dạ không có hả? Không có người yêu cũ đâu mà giữ. Ta có người vợ mà mất mười mấy năm rồi nên là không có. Bên đây bạn gái ghi là không nên vì nó ảnh hưởng đến hiện tại. Rồi câu hỏi cuối cùng, khi hai vợ chồng cãi nhau đến căng thẳng thì anh sẽ làm gì? Chắc chắn là em sẽ bỏ đi. Cũng em khá, bỏ ra ngoài. Khá trùng khớp, im lặng và bỏ đi ra ngoài. Bạn tự chấm điểm đi ha, không biết là được trúng bao nhiêu ý trong cái bài test của bạn. Cũng là một cái rất là hay, chúng ta có thể hiểu được nhau hơn một tí. Tại vì ít phút của chương trình thì khó hiểu nhau được hết lắm. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào tấm hình lúc nãy và chúng ta xem phần dự đoán của chúng ta, cảm nhận của chúng ta về người đối diện có đúng hay không nha. Mời hai anh chị. Chào em. Sao ạ? Em gái thì chắc chắn là đúng rồi ha, chỉ có hai sự lựa chọn quá dễ rồi. Thế còn anh thấy mình chọn đúng không? Thì em thấy đúng. Hay, ảnh hay. Năm người, ảnh chỉ vô nghe em là chị thấy hay, trong khi em rất đặc biệt là em có mình em đang mắt kiến nè. Mà năm người chị thấy cũng sàng sàng nhau mà ảnh chọn đúng em, đó là cũng một cái giác quan rất là hay. Mà sao anh chọn tấm mình đó, sao anh chọn cô đó? Thì em cũng gợi ý cho em một chút là thứ nhất là tóc dài. Thì ai cũng tóc dài mà. Vâng, thứ hai nữa là em nhìn thấy ngồi ở cái tư cách này thì em cũng cứ gọi là cảm nhận. Cảm nhận theo cũng cái ý thích của mình ha. May lại đúng thôi chứ. Anh. Dạ. Rồi, thôi được rồi, bỏ hình lên anh rợn hồi nát mặt cổ luôn nè. Rồi cái này sao anh? Rồi anh rào rụt rè mắc cỡ thì giống như trai mới lớn vậy đó. Anh xin lên tặng em. Dạ, một người đàn ông rất điềm đạm. Có vẻ cũng hơi rụt rè nha, chứ không phải là có vợ con rồi là có kinh nghiệm đâu. Hơi nhút nhát rụt rè đó. Cảm nhận đầu tiên của anh khi mà mở cái cửa trái tim này ra thì anh có cảm nhận như thế nào? Theo em cảm nhận thì em thấy là rất là tốt. Rất là tốt. Và rất là mến. Và hai nữa là có cái cảm nhận là em thấy là tốt rồi. Em thấy là tốt. Tốt là như thế nào anh? Thì anh thấy em là, tức là thấy nó dễ mến. Cử chỉ thì tươi cười đó thì anh thấy là được. Dạ, cảm ơn anh. Thế em có cảm xúc gì không khi mà kính cửa trái tim này mới mở ra? Em thấy ảnh hiền, điềm đạm.
đẹp hơn trong hình, đúng không? Có lẽ vậy. À, đó cái câu cần chủ chốt, không khen người ta một câu. Anh hơi nhút nhát, anh hơi rụt rè. Nãy giờ chị thấy anh ngồi là anh bấu tay rồi vậy nè. Trời ơi, người ta đàn ông không có ở một mình mười mấy năm rồi đó em à. Thôi bây giờ thì Tường sẽ dành không gian riêng cho hai anh chị để hai anh chị có thể trò chuyện với nhau. Bây giờ mời hai anh chị sẽ thưởng thức món ăn trưa rất là ngon tại nhà hàng Dậu Hậu Food. Xin mời hai anh chị thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Há Cảo nè, bánh xếp thịt heo chiên, chả giò tôm phô mai, bánh bao sữa heo con và sủi cảo Bắc Kinh. À, đây là những món ăn theo ẩm thực Trung Hoa rất là hấp dẫn, nhìn rất là bắt mắt. Yeah. Rồi mình tâm sự với nhau ha, ít phút nữa các Tường sẽ quay lại. Yeah, tự tin lên anh nha, không có rụt rè anh nha, anh bẻ hồ quẹo hết mấy ngón tay khổ lắm luôn á. Mày ăn. Dạ. Mày mày anh. Anh nhìn em thấy em là người thế nào? Anh thấy em dễ thương. Thế anh thì thực sự ra là anh có tuổi rồi thật đấy, nhưng mà anh cái va chạm này anh như rất là ít. Dạ. Rượu thì anh không uống được, bài bạc thì lơ khơ, anh không biết đắn. Dạ. Anh có hút thuốc không? Không hút thuốc. Không. Anh chỉ uống cà phê bình thường thôi, trà đặc cũng không uống được. Em có nghe anh nói là anh có con rồi, thì anh... con anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Con anh thì đã lập gia đình mất rồi. Con anh sinh năm 96 thì cháu lấy chồng là tháng 3 năm nay. Dạ. Có hay 24 về... tuổi. Là ở Bắc luôn hả anh? Cháu lấy chồng ở Bắc. À, anh có hay lên Sài Gòn không? Có cái đứa em gái này ở Bình Chánh, anh cũng hay lên chơi, thỉnh thoảng anh lên. Dạ. Vì cái nghề anh thì anh làm cái nghề thuốc này thì thật sự anh làm nó lại khác người ta, nó không có như cầu kỳ như người ta. Anh làm thì những cái mấy cái môn chính anh học được thì anh chỉ làm mấy môn, còn những khác anh không làm. Dạ. Chung anh có thường hay đi du lịch không? Anh cũng hay đi du lịch. Đi một mình à? Thường thường là anh đi chẳng hạn có một hai ông bạn ở trên đó. Dạ. Em thì rất là thích đi du lịch nên cũng hay đi lắm. Anh thích bạn của anh ăn mặc như thế nào? Anh thích bạn ăn mặc này nó đẹp đẽ một chút. Hở hang quá được không? Không, và cái gọi là cũng có nhưng bình thường thôi. Tùy hoàn cảnh đúng không? À, vậy là đừng có quá thôi. Còn thì nói chung là... Nếu mà anh lấy vợ về mà vợ anh đi chơi với bạn bè á, thì cảm giác của anh thế nào? Nó tùy theo. Nếu mà ví dụ như là có cái công việc gì đó thì nó khác. Còn nếu bình thường mà ấy thì đi chơi bạn bè thì cũng không sao cả. Dạ. Nó ở cái chỗ là chơi lành mạnh không sao cả. Dạ. Mời anh ăn đi anh. Mời em đi. Dạ. Anh cái gì muốn hỏi em đúng không? Thế em có hay về quê? Dạ, thường là một năm Tết em về. Bình thường nếu mà có dịp gì đặc biệt thì em sẽ xin nghỉ về mấy ngày. Anh đi về Bình Định lần nào chưa? Anh thì đúng ra là về đấy chơi thì chưa đi. Đi qua thì đường ra Bắc thì phải đi qua. Ngày xưa thì đi cái xe đỏ, nhưng mà có điều là có người thân thì không có. Trời ơi, sao bẻ đũa không ăn gì trơn vậy? Bẻ rồi gãy đũa anh, trời ơi, gãy tay rồi giờ gãy đũa luôn á. Nãy giờ mà hỏi có nói gì tới chuyện hôn nhân rồi gì không vậy? Có quan điểm yêu đương gì không? Cha trong ngoài không chị? Trong ngoài không à hả? Tại vì bây giờ em hỏi anh câu nè, thí dụ mốt anh lấy vợ nè, kinh tế trong gia đình ai là người quản lý? Đúng ra thì kinh tế là phải cái người nữ. Chứ còn nếu người nam thì có làm ra đồng tiền nhưng không nên giữ. Vậy thì đúng rồi chứ anh còn đúng ra. Em tưởng thôi anh con có cái ý sao nên chứ thiệt là khổ ghê. Bây giờ Tường mời hai anh chị chúng ta sẽ bóc vài cái lá bài. Trong này có những cái yêu cầu của chương trình, mình đọc lên để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn thôi. Đọc lớn lên chị. Theo bạn, chuyện tình dục trong hôn nhân có quan trọng không? Hồi nãy em hỏi anh đó là đó là tình dục mà trước hôn nhân. Thì là bên đây là nói không thích, bên đây thì nói là cũng được. Nhưng mà cái này là tình dục trong hôn nhân, có nghĩa là khi hai người đến với nhau, sống với nhau, thì cái chuyện tình dục nó có quan trọng hay không? Theo em nghĩ là có quan trọng chứ. Thứ nhất là không đáp ứng được thì cũng hơi khó. Dạ. Yeah. Ví dụ như là giờ bạn gái anh hay vợ anh là không đồng ý có tình dục trước hôn nhân, thì bây giờ nếu như kết hôn với nhau rồi, rồi mình sống với nhau mà tình dục mình không hòa hợp, thì lúc đó mình sẽ xử trí như thế nào theo anh? Tại vì anh nói nếu mà nó không hòa hợp thì nó cũng ảnh hưởng. Theo em sẽ tạo hết cái điều kiện để cho được hòa hợp. Dạ. Yeah. Còn em gái, em có suy nghĩ như thế nào? Em thì tại vì em không biết, cho nên theo em nghĩ thì nó cũng không đến nỗi.
Em rất hồi hộp với câu trả lời của anh. Tại vì anh nói là nó ảnh hưởng. Bây giờ em hỏi rủi lúc đó không phù hợp để anh làm gì, thì anh đã cố tạo mọi điều kiện để hòa hợp. Anh đã nói rất là đúng và anh cũng có cái giải pháp rất là phù hợp. Rồi, hoan nghênh anh nha. Bây giờ mời anh bóc một lá bài của chương trình. Sao ạ? Em nhìn là không được rõ lắm. À vậy hả? Rồi, nói thật điểm bạn không thích ở đối phương vì sao? Anh cũng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm thì em cũng cứ thẳng thắn. Làm sao mà mình hoàn hảo trong mắt nhau được hết, dạ, đúng không anh? Vâng, vâng. Hiện tại thì em cũng chưa có biết được là ảnh có cái nào em không thích thật sự. Còn nếu mà em, nếu mà cái điểm nào em cũng thấy được thì vậy thì những cái điểm nào của ảnh mà em thích? À, em thấy ảnh là có vẻ là chất phác với lại là hiền. Ừ, theo em nghĩ là có thể là người đàn ông của gia đình. Có cái là em không thích ở anh là anh thích, à, em thì em muốn nếu mà lập gia đình thì em vẫn muốn đi làm. Nhưng mà anh là như có vẻ là anh thích là ở nhà, đúng không? Thích vợ anh ở nhà. Tại vì nghĩ rằng là anh thì anh nghĩ mà có con rồi thì sẽ đâu đi làm được. Anh có đảm bảo được kinh tế không? Về cái kinh tế thì khá thì không anh không nói, nhưng mà chắc chắn là sẽ được. Anh có nghĩ là mình sẽ sinh thêm con không? Em cũng nghĩ chứ, mà sinh được một bé là cũng thấy là được lắm rồi. Và em thì đã có gia đình rồi, còn cô chưa có thì nhiều khi thì bắt buộc là phải có một cháu, đúng không ạ? Không có thì cô cũng suy nghĩ. Dạ. Rồi anh một mình anh làm, anh nuôi được ba miệng ăn trong nhà để mà đầy đủ hay không? Cái đó thì em làm được. Nhưng mà em thấy tại vì nhiều khi nhiều người đàn ông á là đưa tiền cho vợ á, không vợ đồng không là tiền á, có vẻ như là coi thường. Không, nó lại khác. Bây giờ như anh thì nó lại khác. Thứ nhất là nhà cửa thì em cũng có cái nhà cấp 4, em lo đầy đủ hết. Dạ. Cái công việc em ổn định, cũng còn một miếng đất ở bên Gia Lai nữa là 20 mét nữa thì cái đó thì em cũng để dành cho thôi. Cái người Bắc thì nó lại hay cái là tính sâu hơn và cái phải có cái dự trữ. Chị nghĩ anh nói như vậy là có nghĩa là anh sẽ được hơn nhiều như vậy. Anh chỉ là khiêm tốn, anh nói như vậy thôi thì em cũng yên tâm. Nhưng thật ra đó là ý tưởng của hai người mới gặp nhau. Còn cái chuyện mình yêu nhau rồi mình còn trao đổi. Có thể là em cũng ở nhà, nhưng mà em sẽ làm thêm cái gì đó lặt vặt kinh doanh ở trong nhà để mà vừa có thể chăm con, vừa quán xuyến, và cũng có thể tăng được cái doanh thu, cái nguồn kinh tế cho gia đình. Hoặc biết đâu sau đó ở nhà phụ ảnh công việc, hay là mở rộng ra cái việc thăm khám bệnh của ảnh, hay mình bán thuốc men, hay mình phụ ảnh làm những cái thảo dược, biết đâu thì nó cũng là làm việc chứ không có ở không đâu em, đừng lo ở không nha em nha. Cái chia sẻ thì Tường nghĩ cũng đủ để hai anh chị hiểu nhau rồi. Thế thì bây giờ là cái phút quan trọng nhất, anh chị sẽ đưa ra cái quyết định của mình là có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu thật sự chúng ta thấy đối phương là một nửa mình đang tìm kiếm, mình thấy phù hợp, mình có sự xao xuyến thì chúng ta hãy bấm nút, còn nếu không thì chúng ta không bấm. Nha, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. À, sau khi Tường đếm từ 1 đến 3 thì hai anh chị sẽ đưa ra cái quyết định của mình nhé. Mời anh chị nắm mắt lại ạ. 1 2 3 Đó, như vậy mới được nha. Làm chị hết hồn nè. Rồi, mời hai anh chị qua đây ạ. Thật sự là Tường thấy hai người hợp với nhau. Và Tường cũng hy vọng rằng là anh chị dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Dạ, và cũng là một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau ạ. Mời anh hãy hôn chị một cái nụ hôn để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau hôm nay ạ. Ngại gì anh ơi. Đây, xin anh. Trời ơi, anh ráng hôn cái gọng mắt kiến hay sao quý vị. Dạ, đây là những chiếc vé xem phim. Hai anh chị tranh thủ xem phim trước khi về nha. Ở rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Nắm tay nhau đi, trời ơi, buông tay nhau chi nè. Rồi, chúc mừng hai anh chị. Và bây giờ thì tôi xin nói lời chào tạm biệt. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh, bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 12 giờ trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media.